Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 61 ông biết người trước mặt này là ai không hả? Người đàn ông gào lên, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn. Nếu ánh mắt là một con dao thì chắc lúc này Sở Bắc đã tan xương nát thịt rồi. Người đâu, chết ở xó nào rồi, mau đem tên súc sinh này. Ông hai, khoan đã. Thấy người đàn ông sắp nói gì đó, La Vĩ vội vàng bước đến ngăn lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền người trước mặt này chính là ông hai nhà họ La, La Vạn Thủy, cũng là bố của La Hoàng. La Vĩ, ông có ý gì đây? La Vạn Thủy hừ một tiếng, ông ta cảm thấy không vui khi bị La Vĩ ngăn lại. Chẳng lẽ ông muốn cấu kết với một người ngoài bắt nạt tôi sao? Tổng giám đốc La Uy Phong lớn đấy. La Vạn Thủy quái gở nói, giọng điệu không thiện chí gì cho cam. Mặc dù La Vĩ cũng là người nhà họ La nhưng không phải là con cháu ruột thịt nhưng ngược lại la vĩ lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn la thị còn ông ta đường đường là ông hai nhà họ la nhưng không được cái gì cả chuyện này lại khiến ông ta rất không thoải mái lúc này cũng hoàn toàn bùng nổ ông hai tôi không có ý này sắc mặt la vĩ rất khó coi vội vàng giải thích thầm cầu nguyện mong chiến tướng trấn quốc đừng tức giận là được tôi chỉ ông chỉ cái gì ông đừng nghĩ tôi không biết La Vạn Thủy hừ một tiếng cắt ngang lời ông ta. "La Vĩ, đừng tưởng ông là tổng giám đốc thì có thể chỉ tay năm ngón với tôi. Hôm nay nếu ông ngăn tôi lại thì là kẻ phản bội nhà họ La, tôi không tha thứ cho ông đâu." Chỉ hai câu nói đã khiến La Vĩ nghẹn họng không nói được gì. Siết chặt nắm đấm, chỉ ước gì có thể tát cả La Vạn Thủy một cái. "Tên họ La này, tôi đang cứu ông đấy có biết không?" Chương 62 nơi đó là vị trí của La Vạn Thủy. Những gì ông ta cần làm là kéo dài thời gian, tâm sự rồi chứ. Cũng đúng lúc này giọng Sở Bắc lại vang lên, La Vĩ giật mình, vội vã mỉm cười, nhưng không để ông ta lên tiếng. Cây gậy tre của Sở Bắc rơi xuống. Tôi không có thời gian làm nhảm với các người, nếu còn nhiều lời nữa thì cắt đầu lưới của ông ta. Sở Bắc chỉ vào La Vạn Thủy, lạnh nhạt nói. Vâng, Thanh Vũ đáp, sau đó đứng ra sau Sở Bắc. Tôi bị một cậu trai trẻ đe dọa như thế, sắc mặt La Vạn Thủy khó coi đến cùng cực. Vừa lúc ông ta lên tiếng thì bỗng bị quát, câm miệng. Một tiếng quát khiến mọi người đều giật mình. Hơn nữa càng không thể tin được người nói lại chính là La Vĩ. La Vĩ tức giận đùng đùng nhìn La Vạn Thủy. Tôi bảo ông câm miệng. Nếu ông nói thêm một chữ, không cần cậu sở phải ra tay, tôi sẽ tự tay phế ông trước đấy. Thái độ của La Vĩ rất cứng rắn khiến người nhà họ La đều choáng váng. Ngay cả La Vạn Thủy cũng vô thức lùi về sau mấy bước, há hốc mồm. La Vĩ lướt nhìn xung quanh, đến khi nhìn sở bắc, sắc mặt lại thay đổi. Cậu sở, cậu bất giận, đều là do tôi quản lý không tốt, cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này nữa. La Vĩ khiêm nhường, cung kính đến cực điểm. Trong lòng thầm cầu nguyện, gia chủ ông mau lên, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Ông cũng biết thức thời đấy. Sở bắc lạnh nhạt cười không nhìn ra vui hay giận cây gậy che khẽ gõ xuống, từng bước đi đến vị trí đầu của đại đường, sau đó từ tốn ngồi xuống. Nơi đó là vị trí của La Vạn Thủy. Người nhà họ La tức giận nhưng không dám nói gì. Trường 63 chưa kịp lau mồ hôi đã vội vã chạy vào sân. Họ nào biết La Vạn Sơn đang ở đâu? La Vĩ tiến lên trước một bước. Cậu sở, gia chủ trên đường đi bị chậm chế chút chuyện, cần thêm thời gian, cậu xem. Ha! À sở bắc khẽ cười nhưng lại ẩn chứa sự tức giận. Chán la vĩ đầy mồ hôi, nhưng không dám lau. Chậm trễ, tôi thấy là đang đi tìm người giúp đấy chứ. Một câu nói lại khiến la vĩ như rơi vào hầm băng. Không ngờ sở bắc chỉ liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của ông ta. Đang lúc không biết làm sao, lại thấy sở bắc cười xua tay. Cũng tốt, cho ông ta thêm 10 phút nữa. Tôi cũng rất tò mò ông ta có thể mời được người nào đến. Núi Kỳ Hoàng nằm ở phía bắc Tân Hải và bờ phía nam của Tân Hà. Mặc dù độ cao không quá 100 trượng nhưng nó lại rất nổi tiếng ở thành phố Tân Hải. Không vì gì khác, núi Kỳ Hoàng nhỏ bé này lại là nơi ẩn cư của các nhân vật tầm cỡ ở Tân Hải, không có tiền không vào được Tân Hải, không có danh vọng địa vị cũng đừng mơ bước vào Kỳ Hoàng. 100 năm nay, gần như tất cả những người có tầm cỡ ở Tân Hải sau khi từ chức về hưu đều sẽ chọn sống ẩn ở nơi này. Giữa rừng núi nhỏ bé có đến mấy mươi căn biệt thự. Nhưng chủ nhân của mỗi một căn biệt thự đều là những nhân vật tầm cỡ vừa nhấc chân một cái đã có thể khiến Tân Hải loạn lạc. Con đường núi quanh co yên tĩnh, một chiếc xe Bentley chạy đến, băng qua Tân Hà đi thẳng vào sườn núi. Sau đó dừng lại trước một căn biệt thự trông cổ kính. Cửa xe mở ra, La Vạn Sơn vội vàng bước xuống. Chưa kịp lau mồ hôi đã vội vã chạy vào sân. Quản gia chung, ông Mạc đang ở đâu? làm phiền ông giúp tôi chuyển lời, tôi có việc gấp muốn nhờ ông cụ giúp. Một ông lão hơn 50 tuổi đang mặc một bộ quần áo làm bằng vải thô, cầm cây trổi tre đang quét dọn lá rụng trong sân. La Vạn Sơn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng bước đến hỏi. Ồ, hóa ra là ông La à, có chuyện rắc rối gì mà khiến ông gấp gáp đến thế? Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là La Vạn Sơn thì trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chương 64, quản gia trung hơi ngạc nhiên dù sao nhà họ la cũng là gia tộc hạng hai bình thường không có kẻ dám đối địch có thể gặp phải rắc rối gì được chứ được rồi tôi giúp hỏi một chút gặp hay không thì tôi cũng không biết quản gia trung lắc đầu không hỏi nhiều buông cây trổi xuống đi vào trong vâng vâng quản gia trung vất vả rồi la vạn sơn vui mừng đứng ngoài cửa đợi mạc thư vân dù là hiện tại không ai ở tân hải không biết đến cái tên này nhưng nếu là 20 năm trước, chỉ riêng cái tên này thôi cũng đủ để dọa trẻ con khóc. Đây là nhân vật truyền kỳ thế hệ đầu ở Tân Hải, Mạc Thư Vân đã tung hoành 40 năm ở đây. Bất kể là giới chính trị, kinh doanh cho đến thế giới ngầm, ông ta đều có tầm ảnh hưởng rất lớn. Sau khi thành danh mấy chục năm, vào vài năm trước ông ta đã chọn sống ẩn ở núi Hoàng Kỳ. Dù là thế, chỉ cần một câu nói của ông ta thì cả Tân Hải đều dậy sóng ngay cả chủ tịch thành phố Chu Minh Hạo cũng phải cung kính gọi một tiếng ông Mạc khi gặp ông ta. Năm đó nhà họ La nhờ dựa vào Mạc Thư Vân mới có cơ hội quật dậy trở thành gia tộc hàng 2. Mà nhà họ La cũng giúp Mạc Thư Vân làm không ít việc không thể lộ ra ánh sáng. Có thể nói là Vạn Sơn cũng là một trong các học trò của Mạc Thư Vân. Chỉ là sau khi sống ẩn, Mạc Thư Vân gần như không xen vào chuyện thế tục nữa. Nếu lần này rơi vào đường cùng, ông ta cũng sẽ không đến cầu cứu Mạc Thư Vân nữa. Trong cả Tân Hải này, ông ta nghĩ người có thể đối đầu với thần tướng Trấn Quốc không ai khác, chỉ có Mạc Thư Vân. Quản gia Trung đi xuyên qua đại sảnh, đến trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc hình rồng, nghiêm trang cổ kính. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa. Lúc luyện chữ, ông cụ ghét nhất bị người khác làm phiền. mươi 65 tôi nhớ chỉ là một gia tộc nhỏ hạng ba thôi mà trong phòng sách rộng lớn chỉ thấy một ông lão tuổi gần 60, tóc hoa dâm nhưng tinh thần vẫn rất tốt, trên thân mặc áo dài màu xám đường may cổ xưa. Ông ta hỏi rồi thì tay hơi nhúc nhích nhưng không ngẩng đầu lên. Quản gia chung cúi đầu, ông cụ, La Vạn Sơn có việc muốn gặp. La Vạn Sơn, ông ta đến làm gì? Mạc Thư Vân hơi ngạc nhiên, giọng nói uy nghiêm gây áp lực cho quản gia chung. Thôi vậy, bảo ông ta vào đi. Vâng, quản gia đáp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, La Vạn Sơn cũng không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần. "Ông Mạc, cầu xin ông cứu tôi với, nếu không nhà họ La sẽ không còn tồn tại nữa." Không lâu sau La Vạn Sơn đẩy cửa bước vào, bày ra bộ dạng khổ sở cầu xin như trời sắp sụp đến nơi. Nhưng Mạc Thư Vân dường như không nghe thấy điều này, vẻ mặt vẫn như cũ nhưng động tác đã dừng. Ông ta thì từ tốn nhưng La Vạn Sơn lại sốt ruột lo lắng không chờ nổi nữa chỉ sợ chế một phút thôi, nhà họ La sẽ bị Sở Bắc phá nát. Nhưng Mạc Thư Vân không nói gì, ông ta cũng không còn cách nào khác chỉ đành ngoan ngoãn đợi. Nói đi, chuyện gì mà khiến ông La thành bộ dạng này? Một lúc sau, Mạc Thư Vân mới dừng bút khẽ hỏi. Nhưng ánh mắt ông ta vẫn nhìn đến trang giấy trước mặt, rất hài lòng với tác phẩm của mình. "Vâng vâng." La Vạn Sơn thở phào, nói do ân oán với Sở Bắc. Ông Mạc lần này ông phải giúp tôi, nếu không nhà họ la tôi sẽ bị sở bắc đó phá hủy mất. La vạn sơ nước mắt nước mũi nhèm nhem, nhìn thời gian từng phút trôi qua, trong lòng đã gấp sắp chết mất. Nhà họ lạc kia, tôi nhớ chỉ là một gia tộc nhỏ hạng ba thôi mà. Audio điện tử võ tấn bền chương 66, sao vậy, chẳng lẽ ông vẫn không hài lòng? Người khổng lồ làm lớn chuyện chỉ để nghiền ép chết con kiến lại là nỗi xấu hổ không nói nên lời huống hồ gì chỉ là một đứa ở rể vô dụng mà đã có thể ép ông đến mức cùng đường. Mất mặt quá, Mạc Thư Vân phất tay áo, tỏ vẻ khinh thường. Nếu không phải có chút quan hệ với nhà họ La thì ông ta đã bảo người ném La Vạn Sơn ra ngoài rồi. Ông Mạc, ông nghe tôi giải thích, sở bác đó chính là... Đủ rồi. La Vạn Sơn cười khổ vừa định nói ra thân phận thật của sở bác đã bị Mạc Thư Vân không kiên nhẫn ngắt lời. Nếu ông đã đến, vậy thì tặng cho ông bức tranh chữ này. Mạc Vân Thư vung tay nhìn tờ giấy trước bàn. Trên đó có con dấu chữ ký của tôi, cho dù sở bác là ai nhưng hễ thấy tên của tôi thì chắc chắn sẽ biết đường rút lui. Nói rồi Mạc Thư Vân kiêu ngạo xoay người đi không quan tâm đến nữa. Đây, nhìn chữ trên tờ giấy, la vạn sơn ngây người, thậm chí còn cảm thấy khóc không ra nước mắt. Không thể phủ nhận là với danh tiếng của Mạc Thư Vân, tùy tiện viết bừa mấy chữ đã có thể trở thành thứ thu hút các nhân vật tầm cỡ ở thành phố Tân Hải đến tranh giành. Không biết chữ này có giá trị về tiền bạc hay không nhưng chữ ký và con dấu của ông ta rất đáng tiền. Nó khiến không ít người ở Tân Hải vẫn có của ăn của đề. Nhưng đối phương là thần tướng Trấn Quốc. Người như vậy sao có thể bị đả động chỉ bởi một bức tranh chữ chứ? Ông cứu tôi bằng gì? Thế này gần như là hại tôi được chứ? Ông Mạc, đây đây. Sao vậy? chẳng lẽ ông vẫn không hài lòng? Mạc Thư Vân hừ một tiếng, nghe có vẻ đã mất kiên nhẫn. Danh thiếp của tôi lẽ nào vẫn chưa đủ, cả Tân Hải này người đến xin chữ của tôi không có một nghìn thì cũng đạt tới tám trăm rồi. Nếu không phải vì ông có quan hệ với tôi, ông cũng không có tư cách bước vào cánh cửa này chứ đừng nói. mươi 67 ông ta đang đợi một cơ hội, Mạc Thư Vân không kiên nhẫn, vung tay ra lệnh đuổi khách. Sắc mặt la vạn sơn xấu đến cực điểm, Lúc này ông ta lại không nói được câu nào, chỉ đành thở dài, thận trọng cất bảng chữ vào. Cảm ơn ông Mạc, Vạn Sơn đi trước. La Vạn Sơn cắn răng đi ra ngoài, nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm. Nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. Bầu không khí ở nhà họ la ngược lại càng thêm nặng nề. Thậm chí nặng nề đến mức hơi bất thường. Sở bác ngồi ở vị trí gia chủ, không nói một lời nào, mắt nhắm lại như đang chập mắt nghỉ ngơi. Thanh Vũ ở bên cạnh cũng không nói không cười, thi thoảng nhìn động thái của người nhà họ La. Trong đại đường, con cháu nhà họ La đều cúi đầu xuống, không dám nói một lời. La Vạn Thủy sầm mặt, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sở bắc. Ông ta đang đợi một cơ hội. Một đòn giết chết sở bắc để trả thù cho con trai mình. Mặc dù La Vĩ đứng bất động nhưng cả người lại ướt đẫm mồ hôi. Ngoài Thanh Vũ, ông ta là người duy nhất biết thân phận thật của sở bắc cũng chính vì thế mới càng cảm thấy sợ. Thần tướng chân quốc, thực lực xuất hóa nhập thần, quyền thế ngút trời. Thần tướng nổi giận, xác người chất đống, máu chảy thành sông. Chỉ riêng nhà họ la, người ta chỉ cần một đầu ngón tay đã có thể nghiền ép chết cả nhà. Gia chủ, ông mau về nhanh đi. Dường như ông trời nghe thấy lời cầu xin của La Vĩ nên tai ông ta nghe tiếng bước chân rồn rập. La Vạn Sơn mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển chạy vào. Vừa bước vào cửa, La Vạn Sơn đã nhìn thấy thi thể của La Hoàng. Chương 68 cũng không biết là ai nuốt nước bọt, nhưng bây giờ ông ta cũng đang đợi La Vạn Sơn báo thù cho con trai ông ta. La Vạn Thủy nhếch môi, nhưng không đợi ông ta lên tiếng. Đã thấy La Vạn Sơn tiến về trước một bước hơi cúi người xuống với Sở Bắc. "La, La Vạn Sơn chào cậu Sở." Chỉ một câu thôi đã khiến cả sảnh lớn lại rơi vào tĩnh lặng mọi người há hốc miệng không thể tin được nhìn cảnh tượng này la vạn thủy nuốt vào trong những lời định thốt ra con người chừng lớn như vừa gặp ma đường đường là gia chủ nhà họ la mà lúc này lại cung kính như thế với một kẻ mù mọi người đều có suy nghĩ như thế chẳng lẽ gặp ma thật rồi sao chỉ có la vĩ thầm thở phào nhưng nhìn trái ngó phải lại chỉ có một mình gia chủ quay về sắc mặt ông ta lại trở nên xấu đi bầu không khí hơi quái lạ trong sự quái là còn có áp lực thú vị cuối cùng sở bắc ngẩng đầu lên phá vỡ sự yên tĩnh nhưng mọi người không khỏi nhìn nhau thú vị có ý gì đây ngay cả la vạn sơn cũng hơi nhíu mày trước đó ông đi mời người giúp đỡ về tại sao lại về có một mình sở bắc ẩn ý cười nói nhưng la vạn sơn nghe thế ra dầu tê dại lông tơ cả người đều dựng thẳng đứng cậu sở tôi tôi La Vạn Sơn hoảng hốt không nói nên lời, lời đã đến bên miệng như không thốt ra được. Ông chỉ có một cơ hội để giải thích, là chết hay sống là do ông chọn. Sở Bắc tựa người vào ghế, lạnh nhạt nói. Rõ ràng chỉ là một câu nói có thể quyết định sống chết của nhà họ La. Chương 69 nhất là La Vạn Sơn. Ngay cả La Vạn Thủy cũng như thế, ông ta đã thấy được Sở Bắc này chắc chắn không phải là người bình thường. Sắc mặt La Vạn Sơn khó coi đến cực điểm ông ta biết sở bắc không nói dối nếu mình không lấy ra thứ đồ có thể ép bức cậu ta thật thì nhà họ la sẽ bị tiêu diệt nghĩ đến đây la vạn sơn cắn răng đưa bảng chữ mẫu mà mạc thư vân đưa cho ông ta tới cậu sở tôi mời cậu xem thứ này ồ thú vị đấy sở bắc khẽ cười vừa dứt lời thanh vũ bước lên trước nhận lấy bảng chữ mẫu cậu chủ là một bức tranh chữ sở bắc gật đầu nhếch môi quả đúng là thú vị biết rõ tôi là người mù không nhìn thấy gì còn cho tôi ngắm một bức tranh chữ thú vị giọng điệu chế giễu nhưng la vạn sơn nghe mà toát cả mồ hôi lạnh thử hỏi mà xem ai dám khinh thường thần tướng trấn quốc là kẻ mù chứ ông ta quả thật không có ý này đều là do cái lão mạc thư vân chết tiệt kia đúng thế la vạn sơn căm hận mạc thư vân cậu sở tôi vừa định lên tiếng giải thích nhưng lại thấy sở bắc khẽ xua tay Thanh Vũ đọc cho tôi nghe xem. Thanh Vũ đáp, sau đó mở bảng chữ mẫu ra. Nhẫn một giờ sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Ký tên, Mạc Thư Vân. Giọng lạnh lùng của Thanh Vũ vang lên khắp sảnh lớn. Người nhà họ la đều ngạc nhiên. Dù sao ai mà không biết đến đại danh của Mạc Thư Vân. Nếu có ông lão đó chống lưng thì tên mù trước mặt này sao còn dám làm loạn. Trường 70 cả sảnh lớn đều vô cùng kinh ngạc. Hay lắm, Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay rõ to vang lên kết hợp với bầu không khí lạ thường, càng thêm quái lạ. Sở bắc vừa vỗ tay vừa khẽ cười. Vẻ mặt của anh khiến người ta không nhìn thấu được. Nhưng La Vạn Sơn đã toát mồ hôi đến mức nhỏ tí tách xuống nền. Viết hay lắm, nhưng đưa cho một kẻ thù như tôi quả là đáng tiếc. Nói rồi sở bắc phất tay. Bức tranh chữ đó bay về phía La Vạn Sơn. La Vạn Sơn vô thức giơ tay ra nhận lấy, bức tranh hoàn chỉnh lập tức biến thành cho bụi. La Vạn Sơn gần như không kịp phản ứng, trong tay chỉ còn lại một đống cho tàn. Cả sảnh lớn đều vô cùng kinh ngạc. Hành động này của sở bắc đã hoàn toàn khiến tất cả người nhà họ la kinh ngạc. Không để họ phản ứng lại, sở bắc lại nói. Mạc Thư Vân, tôi cho ông 20 phút mời ông ta đến đây. Giọng điệu bình thản, như có vẻ trêu chọc. Khóe môi sở bắc ngậm cười, bình tĩnh vững vàng không hề nhìn ra được suy nghĩ lúc này của anh. Còn La Vạn Sơn cúi gằm mặt, mồ hôi chảy vào mắt cũng không dám lau đi. Hành động này của Mạc Thư Vân rõ ràng là khiêu khích sở bắc. Lần này không chỉ nhà họ La mà e rằng đến cả Mạc Thư Vân cũng khó mà yên thân. Đi đi, ông còn 19 phút nữa. Vẻ mặt sở bắc vẫn như cũ, chỉ có điều ngón trỏ khẽ khẳng gõ tay vịn. Có vẻ đang đếm ngược. Muộn một giây, nhà họ La bị giết cả họ. Audio điện tử võ tấn bền chương 71, suy suy, vẫn là anh hơn một bậc Nếu muộn một giây, nhà họ la chắc chắn khó tránh được việc phải chết La Vạn Sơn vừa đi thì sở bắc tựa vào ghế chập mắt Dáng vẻ như việc không liên quan gì đến mình Nhưng người của gia tộc họ la bên dưới thì lại như ngồi trên đống lửa Không khí lại lần nữa trở nên kỳ quái Biệt thự ở núi Kỳ Hoàng, quản gia trung rảnh rỗi không có việc gì làm, vẫn dọn dẹp lá rụng. Dưới cái tròi ở sân, Mạc Thư Vân ngồi bệt dưới đất. Đối diện ông ta là một ông lão gần 60 tuổi. Mặc trên mình bộ đồ trung sơn, giản dị gọn gàng. Gương mặt chữ quốc, lông mày chữ bát. Có thể ngồi đối diện với Mạc Thư Vân thì thân phận đương nhiên không thấp. Trên bàn cờ giữa hai người, quân trắng và đen sen vào nhau, không ai trên cơ ai. Ha ha, lão Mạc, mấy hôm không gặp mà khả năng chơi cờ của anh càng ghê gớm hơn rồi, không phải lén lút luyện đấy chứ. Ông lão cười ha hả, đặt một quân cờ, một con rắn dài bỗng chốc sống dậy. Chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay tôi, đối phó với vương cản anh thì sao phải như vậy? Mạc Thư Vân hơi nhếch đuôi mắt, đặt quân trắng xuống, ngay lập tức thành thế chảm long. Ha ha, nước cờ hay. Vương Càn khen ngợi, nhưng bàn tay đặt cờ lại không hề dừng lại tiếp đó có vẻ nhớ ra cái gì. Nghe quản gia Trung nói là Vạn Sơn có vẻ đã tới đây. Đúng vậy, gặp chút rắc rối, nhờ tôi giải quyết thôi." Mạc Thư Vân khẽ gật đầu, không hề dao động. Nhưng Vương Càn nghe vào thì không kiềm được cau mày. "Ồ, dù gì nhà họ La cũng là gia tộc hạng hai, rắc rối gì mà phải xin anh?" Chương 72, nhưng sao đến giờ cũng không có tin tức gì. Vương Càn bỏ quân đen trong tay xuống không biết nghĩ đến cái gì mà bất chợt cau mày anh mạc ở kỳ hoàng lâu có biết một số tin không anh vương chỉ về mặt nào mắt vương càn lóe lên hôm qua chu minh hạo và dương hải đông đến khách sạn thiên dương anh mạc lẽ nào không biết ý anh là mạc thư vân nghĩ đến cái gì đó hơi cau mày nghe đồn hôm qua thần tướng trấn quốc xuất hiện ở khách sạn thiên dương lẽ nào là thật nhưng sao đến giờ cũng không có tin tức gì Vương Càn thở dài, tôi cũng không biết, hôm qua lúc tôi đến thì muộn rồi. Chưa gặp được Thần tướng trấn quốc đúng là một việc đáng tiếc trong đời. Đúng vậy. Nhắc đến Thần tướng trấn quốc, Mạc Thư Vân cũng không kiềm được thổn thức. Thần tướng trấn quốc, bảo vệ nước nhà, trấn thủ phương Bắc, thực sự là người có tài có trí, khiến tôi hết sức khâm phục. Nếu được gặp ngài ấy thì đúng là phúc ba đời. Nói đến chỗ tiếp núi, hai người đồng thời thổn thức đưa mắt nhìn cả thành phố Tân Hải, ngoài thần tướng chấn quốc gia thì không có ai khác có thể khiến người ở cấp bậc như họ thế này. Tôi đã nhận được tin, tập đoàn Bắc Giã sắp tiến vào Tân Hải, xem ra có lẽ việc này là thật. Không thể nhìn thấu buổi đấu thầu bốn hôm nữa. Trong lúc Phương càn cảm khái thì giọng điệu không khỏi nặng nề thêm mấy phần. Đến cả Mạc Thư Vân cũng cau mày. Tập đoàn Bắc Giã chọn sen ngang vào lúc này. Tình hình tích lũy nhiều năm của Tân Hải e là sắp thay đổi rồi lúc đang cảm khái thì thấy quản gia chung đến trước mặt, hơi hành lễ. Ông chủ, La Vạn Sơn lại đến rồi. Ồ, Mạc Thư Vân hơi bất ngờ, tiếp đó cười khẽ một tiếng. Chắc là giải quyết rắc rối rồi nên đến cảm ơn, cũng phải, có chữ của tôi thì ai dám không nể mặt chứ. Trường 73 chẳng phải ông cảm thấy mình lợi hại lắm sao. Vương càn cười, nịnh bợ một câu. Mạc Thư Vân xua tay, trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo. Chút chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới, không đáng. Có điều còn chưa nói xong đã thấy La Vạn Sơn loạn choạng đi tới. Phịch, ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Mạc Thư Vân. Gương mặt trắng bệch, vì sốt ruột và sợ hãi gần như vặn vẹo. "Ông Mạc, cứu tôi với, ông phải cứu tôi đó." Cảnh tượng thế này khiến Vương Càn nhăn mày. Còn Mạc Thư Vân thì lại mang vẻ mặt u ám. "Tâm Nghiệp, đồ vô dụng." lẽ nào chút sắc rối còn con này cũng không giải quyết được. Cũng không biết là vì mất mặt hay thực sự chán ghét La Vạn Sơn, Mạc Thư Vân ngay lập tức bực bội quát, ánh mắt như thể giết được người. "Ông Mạc, đó, đó là." La Vạn Sơn thực sự muốn khóc rồi. Nhìn khắp Long Quốc, ai dám nói có thể giải quyết thần tướng trấn quốc? Chỉ có điều còn chưa nói xong đã bị Mạc Thư Vân chán ghét ngắt lời. "Đủ rồi, nói thêm nữa thì chẳng phải là La Vạn Sơn ông vô dụng." rắc rối bé tẹo thế này cũng không giải quyết được ông còn có mặt mũi đến xin tôi tôi không nên giúp ông mất công hỏng danh tiếng mạc thư vân ngay lập tức phất tay áo xoay người bỏ đi sự khinh thường và chán ghét trong giọng nói không hề che giấu la vạn sơn thấy thế thì vẻ mặt càng nhăn nhó hơn nhưng trong lòng lại vô thức trào dâng cơn giận không tên lúc đầu la vạn sơn làm mấy việc không vẻ vang gì cho mạc thư vân tạm thời không nói việc suýt thì vào tù còn có mấy lần tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Nếu không thì tên họ mạc này đã thân bại danh liệt từ lâu, làm gì có uy phong của hôm nay. Nhưng giờ lúc sống chết tồn vong của nhà họ la ông ta lại chỉ để ý thể diện của mình, không hề quan tâm nhà họ la, sao có chuyện thế được chứ. Nghĩ đến đây, la vạn sơn phẫn nộ, chợt cười khẩy trong bụng. chương 74 bầu không khí ngày càng nặng nề. Ngoài miệng thì nói thế nhưng La Vạn Sơn gần như nằm dạp xuống đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ cười nhạo. Mạc Thư Vân, nếu ông bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Ông không cho tôi nói, tôi sẽ không tiết lộ việc Sở Bắc là thần tướng trấn quốc. Không phải ông khoác lác rằng không có ai ở Tân Hải có thể phân cao thấp được với mình à? Thế hôm nay xem xem ông là cái thá gì trước mặt thần tướng trấn quốc. Quả nhiên Mạc Thư Vân vừa nghe thế bèn đập bàn đứng dậy. Nào có lý này. Lạch cạch. Quân cờ rơi hết xuống đất mạc thư vân cũng mặc kệ ông ta sầm mặt nhà họ là còn con mà lại có kẻ ngông cuồng như thế ư xem ra tôi đã ở ẩn nhiều năm quá nên sắp có người quên mất tên của tôi rồi ánh mắt mạc thư vân trở nên sắc bén xoay đầu lại nhìn vương càn anh vương thật xin lỗi tôi có việc phải giải quyết chỉ sợ không thể ở cùng ông không sao tôi không làm phiền nữa vương càn đứng lên chắp tay chào tạm biệt chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy ngờ vực. Nhà họ lạc, lại là nhà họ lạc. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan gì đến họ sao? Mạc Thư Vân có vẻ đã tức giận đến mụ đầu rồi, ông ta nhìn La Vạn Sơn. Đi trước dẫn đường đi, hôm nay tôi phải đích thân đến gặp thằng nhóc kiêu căng đó. Vâng vâng, mời ông Mạc. La Vạn Sơn vội làm động tác mời, trong mắt lóe lên tiêu oán giận. Mạc Thư Vân, người thích giữ thể hiện quá mức. Đến nỗi ông ta chỉ dùng một chút khiêu khích, ông ta đã bị lừa. Ông lão, cứ đợi đi, để xem lát nữa ông còn kiêu ngạo thế nào. chương 75, La Vạn Sơn xin gặp cậu sở. Sở bắc khẽ lắc đầu, không nghe ra được cảm xúc gì. 3.600 người. Không nhiều cũng không ít. Nhưng La Vạn Sơn vẫn chưa về. Đây, đây. Không biết tại sao La Vạn Thủy bỗng có linh cảm không ổn, không thể nói rõ nhưng lại khiến người ta lo sợ cậu sở họ la xin cầu kiến cũng đúng lúc này giọng la vạn sơn vang lên từ ngoài cửa mọi người đều đồng loạt nhìn sang khi nhìn thấy mạc thư vân ở phía sau la vạn sơn ai nấy cũng đều mừng rỡ không thôi tốt quá rồi gia chủ đã mời được ông mạc đến cuối cùng nhà họ la cũng được cứu thế nhưng la vạn sơn lại không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt vui mừng của mọi người chỉ nhỏ giọng xin vào gặp thế nhưng một giây hai giây ba giây nửa phút trôi qua sở bắc vẫn không nói gì thanh vô ở bên cạnh cũng như thế không động đậy cũng không nói gì sắc mặt la vạn sơn càng trở nên khó coi tư thế đang cúi người ông ta càng cúi xuống sâu hơn la vạn sơn xin gặp cậu sở chỉ là giọng của ông ta đã bắt đầu hơi run lên ông ta đã đến muộn hậu quả lại rất nghiêm trọng Vừa dứt lời, cả sảnh lớn lại rơi vào im lặng. Mọi người cúi đầu hoàn toàn không dám nhìn Sở Bắc. La Vạn Sơn cắn răng, ngược lại Mạc Thư Vân lên tiếng. "Cậu Sở, tôi, đủ rồi." Nhưng vẫn chưa nói hết đã bị Mạc Thư Vân ngắt lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 76 đúng là nực cười. Nếu chuyện này có thể nhịn thì còn gì không thể nhịn được nữa. "Hừ, tôi ngược lại muốn xem ai dám kiêu căng." không xem tôi ra gì. Mạc Thư Vân tức giận nói, cất bước đi vào trong. Đứng lại, cuối cùng sở bắc cũng lên tiếng. Chỉ hai chữ thôi cũng đã khiến Mạc Thư Vân khựng lại. Ngay cả ông ta cũng không biết tại sao. Dường như nếu không nghe lời thì sẽ xảy ra một việc rất đáng sợ. Cậu là sở bắc, vừa vào đến cửa đã bị giao uy, sắc mặt Mạc Thư Vân rất khó coi. Mắt nhìn chằm chằm vào sở bắc, nhưng ông ta quả thật không nhìn thấu được rốt cuộc sở bắc có điểm gì khác biệt tên ở rể bị mù cậu ta có tư cách gì mà khiêu khích mình ông đến trễ rồi sở bắc ngẩng đầu lên giọng điệu rất bình thản chỉ bốn chữ ngắn ngủi đã khiến nội tâm của la vạn sơn rơi xuống đáy cốc mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống đến trễ thì sao mạc thư vân hừ một tiếng bất mãn nói sở bắc phải không trước khi nói chuyện Cậu tốt nhất nên nghe ngóng xem tôi là ai đã. Đừng chọc vào người cậu không nên động vào, bằng không rước họa vào thân khi nào chẳng biết đấy. Bức tranh chứ ông ta tự tay viết thế mà lại không đe nẹp được một tên vô danh tiểu tốt thế này, Mạc Thư Vân cảm thấy mất mặt dĩ nhiên phải đòi lại thể diện. Vậy à, sở bắc khẽ cười, lộ ra vẻ mặt cảm thấy thú vị. Thế còn ông, ông không sợ chọc vào người mà mình không nên động à? Tôi, người không nên động vào. Đúng là nực cười. Nghe thế Mạc Thư Vân bật cười. Chương 77, này tên vô dụng, nói đi, thằng nhóc này có lai lịch gì thế? Mạc Thư Vân khinh thường, chỉ tiếc là vẻ mặt của Sở Bắc lại khiến ông ta khá bất ngờ. Thú vị đấy. Sở Bắc khẽ cười, ngón tay vẫn khẽ gõ lên tay vịt. Thế ông có biết tôi là ai không? Ha ha ha, chỉ một tên nhóc mà thôi, cần gì phải biết chứ? Mạc Thư Vân khinh bỉ bĩu môi, kiêu ngạo cực kỳ. Hôm nay, tôi mặc kệ cậu là ai, bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi, rồi cút khỏi đây ngay. Nếu không ngày này năm sau là ngày dỗ của cậu đấy." Mạc Thư Vân hùng hồn nói, từ đầu đến cuối không hề để sở bác vào mắt. Nhưng khi nói ông ta hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp họa của La Vạn Sơn. "Mạc Thư Vân ơi là Mạc Thư Vân, đây là do ông tự tìm lấy, đừng trách tôi." Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Vũ lộ ra vẻ mặt kỳ quái ánh mắt toát ra sát khí. Nếu không phải sở bác đã dặn dò từ trước thì bây giờ Mạc Thư Vân này đã là người chết rồi. Mạc Thư Vân phải không? Tên hay đấy? Sở bác gật đầu, ánh mắt trống rỗng hơi nhướng lên nhìn về phía Mạc Thư Vân. Giọng điệu có phần diếu cợt. Thế ông có biết tôi là ai không? Hừ, tôi không có hứng thú muốn biết cậu là ai. Mạc Thư Vân hừ một tiếng, tôi cho cậu 5 phút, chuyện hôm nay tốt nhất phải nói cho rõ ràng, bằng không tôi chắc chắn cậu sẽ hối hận sở bắc vẫn rất bình tĩnh từ tốn ngẩng đầu lên ông nên hỏi la vạn sơn nếu không ông cũng sẽ hối hận hử mạc thư vân nhíu mày sau đó cảm thấy không đúng quay đầu lại nhìn la vạn sơn đang tỏ ra sợ hãi thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ khinh thường này tên vô dụng nói đi thằng nhóc này có lai lịch gì thế tôi muốn xem thử cậu ta có thứ gì để tự tin đến mức dám khiêu khích tôi Chương 78, La Vạn Sơn, tốt nhất đừng lừa tôi. Chỉ một câu nói mà La Vạn Sơn phải lắp bắp một hồi mới nói hết cả câu. Bốn chữ này vừa được thốt ra, mọi người đều ngây người trong phút chốc, sau đó không khí bỗng chốc rơi vào lặng im. Thần tướng trấn quốc, cái tên vừa quen thuộc vừa xa vời vợi nhưng cũng rất tôn quý. Càng không biết là mục tiêu và thần tượng của biết bao nhiêu người. Bây giờ thế mà lại đến nhà họ La bé nhỏ này người nhà họ la đều ngây ngốc giường như đã hóa đá sự tranh lệch quá lớn khiến họ nhất thời không phản ứng kịp thần tướng trấn quốc đích thân đến nhà họ la hỏi tội họ không biết đây là vinh hạnh hay xui xẻo của nhà họ la nữa chỉ có la vạn thủy là mặt không còn giọt máu cả người lảo đảo muốn ngã trước đó ông ta nói muốn giết thần tướng trấn quốc để trả thù cho con trai còn muốn xẻo từng miếng thịt trên người thần tướng trấn quốc nữa Phịch. La Vạn Sơn ngã nhào xuống đất, vừa cảm thấy vui mừng vừa thấy tuyệt vọng. Ông ta có thể sống đến giờ đúng là mạng lớn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt Mạc Thư Vân trở nên cứng nhắc, mắt trợn trừng. Nói rồi ông ta lùi về sau mấy bước, không dám tin nhìn sở bắc. Trẻ, trẻ tuổi quá. Sở bắc trước mặt còn chưa đến 30 tuổi. Hơn nữa còn là một kẻ mù, một đứa con rể của nhà họ lạc bé nhỏ. Tên vô dụng này sao có thể là thần tướng chấn quốc được chứ? La Vạn Sơn, tốt nhất đừng lừa tôi." Mạc Thư Vân trách móc, quay đầu lại nhìn Sở Bắc. "Chương 79, chủ tịch thành phố, Chu Minh Hạo à, tôi có thể chứng minh nhưng phải trả giá bằng mạng của ông." Câu nói này khiến Mạc Thư Vân hoàn toàn sụp đổ. Thật ra nhìn biểu hiện của La Vạn Sơn là ông ta đã dao động rồi. Những lời này của Sở Bắc lập tức trở thành gọng rơm cuối cùng khiến ông ta sụp đổ ngoài thần tướng trấn quốc không ai có thể có khí phách như thế ngoài thần tướng trấn quốc không ai ở tân hải có thể ung dung bình tĩnh khi gặp ông ta như thể lấy mạng ông ta chỉ là một ý nghĩ mà thần tướng trấn quốc lại tỏ ra xem thường như thế sao sao lại thế mạc thư vân lẩm bẩm sắc mặt lúc xanh lúc trắng cả người vội lùi về sau lảo đảo muốn ngã biết được thân phận thật của sở bắc Tự tin và kiêu ngạo của ông ta đã hoàn toàn đổ vỡ. Dù sao cả Long quốc này ai dám hùng hồn nói có thể so cao thấp với thần tướng trấn quốc. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Sở Bắc lắc đầu, ông nói xem nên tính là tội gì. "Đây." Mạc Thư Vân run rẩy, răng nghiến đến mức sắp vỡ. Nhưng dù biết thân phận thật của Sở Bắc, sự kiêu ngạo cũng không cho phép ông ta cúi đầu chịu thua. "Dù, dù cậu là thần tướng trấn quốc thì thế nào?" mạc thư vân nghiến răng muốn vùng dậy chiến đấu rồng lớn không áp nổi rắn bản địa ở tân hải này tôi không cần phải sợ cậu tôi tôi và các gia chủ gia tộc lớn ở tân hải là bạn có quan hệ thân thiết với chủ tịch thành phố cậu cậu không thể động vào tôi mạc thư vân nói nhưng ai cũng nhìn ra ông ta đang cố chấp mà thôi còn la vạn sơn lại nhếch môi khinh thường thần tướng trấn quốc ngay cả rồng mạnh cũng có thể chèn ép được thì một người nhỏ bé như ông có là gì chương 80 thậm chí là nực cười, chút kiêu ngạo còn lại cũng bị thổi bay sạch sẽ. Ông ta biết dù mình đang ở Tân Hải cũng có thể một tay che trời. Nhưng như thế vẫn quá mức nhỏ bé so với thần tướng Trân quốc. Nhỏ đến mức chẳng bằng một con kiến bé tí kia nữa. Nghĩ đến đây, cuối cùng Mạc Thư Vân cũng chịu buông sự kiêu ngạo của mình xuống. Cậu sở, chuyện hôm nay là do tôi đường đột, mong cậu sở tha tôi, tôi đi đây. Nói rồi Mạc Thư Vân cúi đầu xuống, xoay người muốn trốn đứng lại cũng đúng lúc này sở bắc lại nói chỉ hai từ nhưng lại như một lời chú định vào cơ thể mạc thư vân dừng bước chân không thể nào nhúc nhích thêm chút nào nữa tí tách một giọt mồ hôi rơi xuống dọc theo trán cứ thế mà đi chẳng phải đơn giản quá rồi sao sở bắc cong môi nhưng nụ cười đó lại khiến người khác cảm thấy rét run thế cậu muốn làm sao mạc thư vân xoay người lại mặc dù giọng nói vẫn có vẻ khá bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn cào cào nếu thần tướng trấn quốc muốn dạy dỗ ông ta chỉ cần một ngón tay thôi cũng khiến ông ta không bao giờ có thể trở mình không muốn làm sao cả sở bắc lạnh nhạt cười cuối cùng đứng lên thoáng chốc khí tức nghiêm nghị ập đến dù sở bắc vẫn chưa làm gì nhưng vẫn khiến mọi người ở đó cảm thấy nghẹt thở lúc nãy tôi tặng tôi một bức mẫu chữ nếu tôi không đáp lễ thì chẳng phải là thất lễ rồi sao Sở Bắc mỉm cười, bất kể là từ ngữ hay vẻ mặt đều khiến người khác không nhìn thấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 80.